Phan Hải xin kính chào quý quán chị mình ha. Rất vui khi được gặp lại quý quán chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel. Thì hôm nay chúng ta lại bàn đến một cái vấn đề mà ai cũng có thể sẽ mắc phải, hoặc đã từng mắc phải, hoặc đang bị mắc phải. Đó là vấn đề gì? Đó là chúng ta sẽ bàn về vấn đề gầu. Rất là nhiều người biết gầu là những cái mảng bám trắng ở trên da đầu chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không biết lý do tại sao lại có gầu. Có thể là chúng ta sẽ nghĩ là những cái bụi bẩm hàng ngày nó sẽ bám vào da đầu chúng ta, nó thành gầu. Không phải hả cô bác chị mình ha? Gầu là do đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề. Da đầu chúng ta thì những cái tế bào da đầu á, thì nó cũng sẽ dần dần nó sẽ được thay thế bằng những cái tế bào mới, và những cái tế bào cũ nó được loại bỏ đi. Thì đó là cái rất là bình thường. Nhưng có một cái loại vi khuẩn nấm, nó làm cho cái quá trình thay đổi tế bào mới và cũ nó bị rối loạn. Thì thành ra là nó sẽ làm nhanh cái quá trình này quá, thì đâm ra là những cái tế bào nó hàng loạt, nó thay đổi hàng loạt, nó thay thế hàng loạt, cho nên là nó gây ra gào. Thì những cái mảng bám trắng đó là những cái tế bào da đầu của chúng ta, nó được những cái tế bào mới thay thế nó. Vậy nên mà khi mà cái vi khuẩn nấm này có tên là Malassezia, nó làm cho cái vi khuẩn nấm này là nó làm cho rối loạn, cho nên là nó thay đổi lẹ quá thì đâm ra cực xanh gầu. Thì như vậy thì nếu chúng ta muốn trị gầu thì chúng ta sẽ loại bỏ cái vi khuẩn nấm này. Thì cái quá trình mà thay thế tế bào á, thì nó sẽ chậm lại bình thường, đừng có quá nhanh. Như vậy là chúng ta đã biết gầu là do đâu rồi. Gầu là cũng là một cái tế bào da đầu của chúng ta, nhưng mà do bị rối loạn cái thay đổi tế bào mới, do nấm, do vi khuẩn nấm Malassezia nó làm như vậy. Rồi, hãy hôm nay hãy chia sẻ của anh chị mình lại, hãy chia sẻ lại, bởi vì hãy chia sẻ cái đây 2-3 năm những cái cách dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh gầu nhẹ và nặng. Có 2 bài thuốc hôm nay Hoàng Hải muốn chia sẻ cho quý bác chị mình, và dược liệu thì cũng rất là quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Rồi, bài thuốc thứ nhất trị gầu, nấm da đầu, ngứa da đầu nhẹ và vừa. Thì đây, của anh chị mình nhận ra đây là cái lá cái gì không? Đây là cây dâu tầm ăn. Dâu tầm ăn ha. Thường thì có loại lớn, trái lớn và loại trái nhỏ. Thường thì có loại lá như thế này. Và có cái loại lá khuyết, nó khuyết vô, nó cứ khuyết vô. Thì loại nào cũng được, miễn là dâu tầm ăn là được rồi. Và bài thuốc này chúng ta sẽ sử dụng khô hoặc tươi cũng được. Cách sử dụng rất đơn giản, có 2 dược liệu thôi. Một là chúng ta sẽ lấy dâu tầm ăn này, tươi thì 300g có nghĩa là 3 lạng. Khô là 100g có nghĩa là 1 lạng. Chúng ta có khô cũng được, tươi cũng được. Nếu tươi thì ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, chặt khúc bỏ vào nồi. Đó. Cô anh chị mình lấy thêm cho Hải một cái loại dược liệu, đó là cỏ mần trầu. Cỏ mần trầu hoặc là cỏ mần trầu. Đó. Cỏ mần trầu thì cô anh chị mình, nếu ai không biết cỏ mần trầu thì cứ tra lên Google. Cỏ mần trầu Hải cũng đã chia sẻ rất nhiều lần trong kênh rồi. Nó có thể hỗ trợ điều trị cao huyết áp rất là tuyệt vời. Các anh chị mình có nghe cái câu là bùa kết thơm lâu mần trầu tốt tóc chưa? Rồi, cỏ mần trầu lấy cho Hải 300g. Tươi, lấy toàn thân, nhổ lên lấy toàn thân, cả rễ cả gốc luôn. Ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Nếu khô 100g. Bỏ vào cái nồi đã có cái lấy dâu tầm ăn. Bộ phận sử dụng dâu tầm ăn này đó là nhánh nhỏ như thế này và lá. Rồi, sau khi chúng ta đã bỏ vào nồi 2 loại dược liệu thì chúng ta sẽ đổ 3 lít nước, nấu sôi lên. Sau khi sôi chúng ta nhỏ lửa lại và để trong vòng 30 phút sau, và chúng ta
đã sử dụng được rồi, để cho nó nguội đi. Và trong khi mà chúng ta vừa tắt lửa đó, 30 phút sau chúng ta vừa tắt lửa thì cô bác chị mình múc cho Hải một muỗng muối ăn. Muối ăn hoặc muối hộp cũng được, muỗng ít ít thôi, khoảng lùm lùm thôi, đừng có dung quá, một muỗng ít ít thôi, bỏ vào, nó tăng cái tính sát khuẩn và chống nấm. Và sau khi nó nguội rồi thì chúng ta sẽ gội đầu bằng cách nào? Da đầu chúng ta đang khô, chúng ta lấy cái nước đó, chắc lấy cái nước ha, và chúng ta gội đầu, gội hết cái nước đó. Sau khi đã gội xong và chúng ta sẽ lấy cái khăn, chúng ta ủ tóc lại, ủ trong vòng 30 phút sau thì chúng ta sẽ gọi nước sạch trở lại, gọi nước sạch trở lại. Mỗi ngày chúng ta làm một lần, nếu nặng thì chúng ta làm hai lần, liên tục như vậy, khi nào hết thì thôi. Nhưng khi đã hết rồi thì chúng ta tiền sử chúng ta có cái bệnh do rối loạn vi khuẩn nấm này thì cứ một tuần chúng ta sử dụng một hoặc hai lần, ngăn chặn. Trị thì mỗi ngày đều làm, nhưng mà ngăn chặn phòng thì mỗi tuần làm một hoặc hai lần. Đó là cách hỗ trợ điều trị gào mà từ dược liệu thảo dược tự nhiên, đó là dâu tằm ăn và cỏ mần trầu. Rất đơn giản không các anh chị mình? Rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào cái câu mà bù kết thơm lâu mần trầu tốt tóc. Rồi, bây giờ Phan Hải sẽ đi đến với một cái bài thuốc trị gầu nặng của các anh chị mình. Nếu ai bị nặng ha, bị lâu năm bị nặng ha, lưu ý nếu gầu thì chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ làm cho chúng ta bị gầu mãn tính, là rất là khó trị. Và cuối video này Phan Hải sẽ có một cái lưu ý cho các anh chị mình. Nếu chúng ta không xem lưu ý thì sau khi gọi một hai lần chúng ta sợ chúng ta không gọi nữa. Nhưng chúng ta xem lưu ý rồi chúng ta sẽ hết sợ. Rồi. Bài thuốc thứ hai này, bài thuốc nặng thì chúng ta cũng lấy cái liều lượng dâu tằm giống như hồi nãy. Tươi thì 300g, khô thì 100g. Bộ phận sử dụng là lá và nhánh như thế này, nhánh nhỏ như thế này. Tươi 300g, khô 100g, bỏ vào nồi. Lấy cho Hải là cỏ mần trầu, tươi thì 300g, khô thì 100g. Cũng giống hồi nãy, bỏ vào nồi luôn. Rồi. Cô anh chị mình lấy cho Hải thêm... Đây, cô anh chị mình lấy thêm cho Hải cái này. Nhận ra không cô anh chị mình? Đây là cái cây chanh nhà Hải nè. Cây chanh nhà Hải còn nhỏ lắm, cho nên là trái nó ít. Nè. Có mấy trái à? Chanh này của anh chị mình lấy cho hai trái ha. Trái chanh ha. Hai trái. Hai trái chanh tươi, vắt nước vào cái nồi đó. Bỏ cái vỏ đi. Còn cái vỏ chúng ta bỏ vào nồi đó luôn cũng được. Đó. Hai trái chanh ha. Rồi cô bác anh chị mình lấy thêm cho Hải là 5 trái bồ kết. Trái bồ kết, 5 trái bồ kết. Của anh chị mình nướng cho nó cháy xém đi và giã nát bỏ vào, bỏ vào nồi đó luôn. Của anh chị mình vẫn đổ cho Hải 3 lít nước, nấu sôi lên xong rồi chúng ta nhỏ lửa lại để trong vòng 30 phút. Đó, 30 phút xong chúng ta múc nửa muỗng muối, nửa muỗng muối ha, cái muỗng ăn cơm đó, múc nửa muỗng bỏ vào, quậy cho đều để nguội. Và chúng ta gội đầu giống như hồi nãy, tóc chúng ta đang khô chúng ta gội cái nước đó lên, gọi hết cái nước đó, cứ gọi xối lên, gọi xối lên, gọi xong khoảng chừng 10 đến 15 phút sau chúng ta sẽ lấy khăn ủ tóc lại, ủ tóc lại. Sau khi ủ tóc khoảng chừng 30 phút sau chúng ta sẽ lấy nước sạch gọi lại. Cách này chúng ta một ngày chúng ta làm một lần, một ngày chúng ta làm một lần. Rất là nhiều người hồi đó 2 năm trước Hải có chia sẻ thì rất là nhiều người nói là cái chanh này dắt vào đó thì có hại da đầu. Không phải, như hồi đầu video Hải đã nói, do cái vi khuẩn nấm Malassezia nó đã làm cho chúng ta là bị rối loạn cái thay thế tế bào da đầu mới, cho nên là chúng ta muốn tiêu diệt nấm, muốn loại bỏ cái nấm này thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái dược liệu. Thì cái chanh là nó, cái con mèo này nó đòi lên ngồi trên đây của Hải nè. Thì cái chanh thì nó có cái chất axit, nó có chất axit cho nên nó loại bỏ được cái nấm mà nó sợ axit. Đó, chúng ta sử dụng đúng cách, đúng liều lượng thì không sao ha.
Nhiều người thì nghe, nói chung thì nghe Hải chia sẻ như vậy thì sợ này sợ nọ, nhưng Hải chia sẻ theo sách vở chứ không phải là theo cái cảm hứng, cho nên là liều lượng và cách dùng nó rất là tương đối chính xác. Ở đây Hải chia sẻ lên chủ yếu là giúp đỡ được của anh chị mình, mong là như vậy, chứ không phải Hải chia sẻ lên đây để chơi cho vui. Cho nên là mong rằng những chia sẻ của Hải có thể giúp đỡ được một phần nào cho quý bác chị mình. Như vậy là từ nay chúng ta đã biết gầu không phải là do bụi bẩm đường xá, đường mình đi ngoài đường nữa là gầu nhiều, không phải. Gầu là do chính bản thân chúng ta, nó có cái vi khuẩn nấm đó, Malassezia, nó làm rối loạn cái tế bào da đầu, từ đó nó rối loạn cái vấn đề mà thay thế tế bào mới, nó sẽ tạo ra gầu. Rồi, và đây là cái lưu ý cho các bạn chị mình đây, khi mà chúng ta mới gọi 2-3 lần đầu thì đôi khi nó có cái hiện tượng rụng tóc, đó là do khi chúng ta sử dụng cái này thì vào thì nó sẽ loại bỏ những cái tóc hư tổn và nó sẽ nuôi dưỡng lại những cái tóc mới. Cho nên là chúng ta gọi 1-2-3 lần đầu có hiện tượng rụng tóc nhiều thì chúng ta cũng yên tâm ha. Rồi, đó là một cái lưu ý mà Hải muốn lưu ý cho các anh chị mình. Thì cuối video Văn Hải chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn 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 thành công trong cuộc sống ha. Cảm ơn quý bác chị mình đã luôn luôn ủng hộ và luôn luôn có những cái lời khích lệ tinh thần giúp cho Hải tinh thần luôn cao để luôn tìm kiếm những cái gì đó có lợi có ích cho xã hội và cho cô bác chị mình để có thể chia sẻ lên. Mong rằng chúng ta sẽ tham khảo được rất là nhiều cái cách và cái bài thuốc của dân gian mà ông bà ta đã để lại cho chúng ta sau bao nhiêu năm. Nhưng nếu như không có những người khơi mào lại thì đôi khi Hải sợ nó sẽ bị mai một và nó bị mất luôn. Cho nên Hải sẽ thường xuyên đăng tải những cái video, những cái đoạn video clip có chia sẻ thêm một số cái bài thuốc kiểu dân gian được dùng trong phạm vi nhân dân để chia sẻ lên cho quý bác chị mình tham khảo ha. Rồi, chúc quý anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.